Vợ chồng Cao Minh Đạt mong có con sau 7 năm cưới. Diễn viên Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương hài lòng về cuộc sống hôn nhân, chỉ ước gia đình sớm có thêm thành viên mới. Làm việc ngoài ngành giải trí nên Trúc Trương cho biết ngại xuất hiện trước khán giả. Dịp hiếm hoi tham gia talk show, cô hé lộ cuộc sống viên mãn bên ông xã, kinh tế ổn định nhờ làm bảo hiểm và kinh doanh mỹ phẩm. Giờ chúng tôi chỉ ước có một em bé, Trúc Trương nói. Vợ chồng cô hẹn hò năm 2013, cưới năm 2016 nhưng chưa có con sau nhiều nỗ lực. Ngoài chuyện con cái, theo Cao Minh Đạt, đời sống hôn nhân của anh chẳng thiếu thứ gì. Bà xã Trúc Trương không chỉ là bạn đời mà còn dành cho anh nhiều tình cảm, sự ngưỡng mộ của một fan girl chính hiệu. Trước khi hẹn hò Cao Minh Đạt, Trúc Trương đã thuộc lòng hết các phim của anh đóng. Cô theo dõi hành trình thay đổi của anh từ khi là chàng diễn viên trẻ, Lãng Tử và Phong Trần, cho đến hiện tại đã trở thành người đàn ông thành đạt. Trúc Trương cũng khẳng định cả hai hình ảnh đối lập đấy ở ông xã cô đều thích. Cô thậm chí khen chồng hàng ngày, nhất là mỗi khi anh đổi kiểu tóc mới. Nhắc lại thời hẹn hò, Cao Minh Đạt, Trúc Trương quen nhau tại một quán ăn trên đường Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Trúc Trương, bạn bè đã gán ghép giúp cô xin số điện thoại thần tượng, nhưng Cao Minh Đạt là người nhắn tin làm quen trước. Anh nhắn tin, gọi điện mấy lần vào buổi tối, nhưng sáng hôm sau cô mới xem điện thoại và trả lời. Trải qua 1-2 tháng trò chuyện, họ quyết định gặp nhau và tình yêu chớm nở. Nam diễn viên cho biết ngày thường, anh lạnh lùng, khó tiếp cận, nhưng thấy rung động trước bà xã chân thành, giản dị. Sau thời gian tiếp xúc, anh nhận ra cô chính là mẫu người phụ nữ anh luôn tìm kiếm. Còn Trúc Trương, khi tiếp xúc với thần tượng ngoài đời, cô thấy anh hiền lành, chân thật, đáng tin cậy. Tuy nhiên phải hẹn hò nhau gần 2 năm, cô mới dám giới thiệu anh với gia đình, vì sợ chuyện yêu đương với người nổi tiếng như anh, không biết sẽ đi đến đâu. Cả hai bên nhau hơn 3 năm thì kết hôn, không có bất cứ màn cầu hôn lãng mạn nào. Một tối đi nhậu về, anh nói hay là mình đám cưới. Vậy là Trúc Trương đi xem ngay. Sau đó cô đảm nhận hết phần lên kế hoạch, tìm nơi chụp hình, in thiệp, đặt tiệc, trang phục trong 3 đến 4 tháng. Theo Cao Minh Đạt, công việc của anh rất bận rộn. Nếu đi quay trong thành phố thì anh sáng đi tối về. Nhưng nếu quay ở tỉnh thì phải hàng tuần, thậm chí cả tháng. Những lúc đó, bà xã sẽ chạy tới nơi anh quay phim để thăm và động viên chồng. Cô bật mí anh là người nóng tính, nhưng hai vợ chồng chỉ lời qua tiếng lại chút là một trong hai sẽ tự ngưng. Sau đó người nào sai sẽ chủ động làm hòa. Cao Minh Đạt tự nhận anh không phải là người lãng mạn và giỏi ăn nói, nhưng có lần anh bảo vợ, anh thương em còn hơn cả bản thân anh. Câu nói chân thành ấy khiến Trúc Trương thật sự cảm động. Ngoài ra diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa luôn tranh thủ lúc rảnh rỗi, phụ vợ livestream, đưa hàng. Cao Minh Đạt sinh năm 75, là gương mặt diễn viên ăn khách của làng phim truyện miền Nam. Nhờ khả năng biến hóa đa dạng thông qua hàng loạt vai diễn phản diện lẫn chính diện trong Lục Vân Tiên, Lưu Trắng, Mùi Ngò Gai, Hòa Thiền Điểu.